Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Hay Nguyễn Hải Dương. Các bác hãy hoan hỉ và ủng hộ em bằng cách ấn vào nút đăng ký màu đỏ ở phía dưới màn hình và ấn vào quả chuông để cập nhật được những video mới nhất, những sản phẩm mới nhất và những kỹ thuật cao cấp nhất từ công ty điện tử Hay Nguyễn do trực tiếp giám đốc Hay Nguyễn phối hợp. Trong buổi sáng ngày nay thì em rất là mừng được test một cục đẩy đến từ thương hiệu Showtop và có model là BA1204 cho bác Đinh Văn Cầu ở Sóc Trăng với số điện thoại như trong hóa đơn, và cục đẩy này có giá là 10.500.000. Bác đã chuyển khoản trước cho anh Nguyễn là 500.000. Thay mặt công ty em xin cảm ơn bác Đinh Văn Cầu. Và đây là một cục đẩy đã được rất nhiều anh em dùng, và em còn nhớ có một số anh em đã dùng cục đẩy này và comment ở dưới phần bình luận là rất tốt và rất hay. Thì đó là những ý kiến mà phản hồi cực kỳ tốt đẹp của quý khách hàng đã sử dụng sản phẩm của anh Nguyễn. Thì đây là cục đẩy em rất tâm đắc từ trước đến bây giờ. Nó có nhiều lý do để tâm đắc. Thứ nhất, nó là một cục đẩy do Mỹ sản xuất, chính hãng, chính ngạch, được kết hợp từ công ty AV Việt Nam với công ty Hay Nguyễn để cung cấp tại thị trường Việt Nam những sản phẩm tốt với giá cả phải chăng nhưng chất lượng âm thanh có khỏe này xuất sắc và công suất khỏe. Thứ hai, đây là một cục đẩy nó cực kỳ ít lỗi, cực kỳ ít lỗi, có thể nói là tỷ lệ nó nhỏ là dưới 0,01% về tỷ lỗi. Thứ hai, nó tái tạo âm thanh một cách cực kỳ là trung thực, chi tiết, mạnh mẽ. Và cái thứ ba nữa là có một cái vẻ đẹp sang trọng và bắt mắt. Mỗi kênh nó đạt được gần 1.000 watt một kênh. 1.000 watt một kênh, các nhá. 4 kênh độc lập và trọng lượng là 28 cân bóc trần. Giá như website của nước ngoài, cục đẩy này là 1.000 đô, tức là nó phải tầm trên 20 triệu. Nhưng bọn em cố gắng hết sức để làm sao tiếp thị đến quý vị và các bạn những sản phẩm mới, chính hãng, chất âm hay nhưng giá thành cực kỳ hợp lý để cho người dùng ủng hộ Hay Nguyễn cũng như ủng hộ công ty Hay Nguyễn. Thì bây giờ Hay Nguyễn sẽ test cục đẩy này cho bác Cầu với 4 quả lò Mỹ. 4 quả lò Mỹ, tức là một đôi là 4726A bát 40 check kèn, check của nó là từ 220, và một lò Mỹ JBL 838 3 hàng tiếng bát 50 chung 25 và check kèn trong tình trạng đẹp không thì vết. Đúng là đẩy Mỹ kết hợp với loa Mỹ thì em nghĩ là chấm hết, không có gì để bình luận và không có gì để chê rồi. Nó hay mức độ là đến nức lở, hay đến rung động trái tim, hay đến mức độ mà cảm thấy đám hôm mãi nghe nhạc quá, vợ đá vào mông véo vào tai không biết gì đấy. Tức là nghe loa Mỹ thì cũng giống như các bác ngắm cô gái này, nó sẽ mát mẻ, nó sẽ rung rung này và nó phấn khích như này. Để em mời các bác nghe một bản nhạc Bolero thực hiện từ một cục đẩy Showtop 4 kênh phiết thẳng với là 4 của loa bát 50 của Mỹ Loài, đẩy Mỹ Loài kết hợp với loa Mỹ Loài thì sẽ ra chất âm Việt Nam xuất sắc bác nhá. Mời bác cùng nghe này. Để em sẽ từng kênh một cho bác nhá. Kênh một này, một kênh này, ok này. Cái này em thực hiện chế độ câu linh 3 4. Hay thật đấy. Màu áo xưa em đang cho người
mà nghe nhạc ấy, các bác chỉ cần một cục đẩy Mỹ thôi, với bốn cổ loa Mỹ này chơi chơi thì nó quá có đã, nó rung bánh thúc cảm thấy tức ngực, nhưng vẫn muốn nghe, vẫn muốn mở bạn, nó hay đấy, tức là cảm thấy phấn khích. Như các bác nhìn thấy một cô gái đẹp, nó mượt mà, nó lết la, nó mùi thơm khuyến rũ, mắt thì lúng liếng, môi thì đỏ chuyết, má hồng đấy, mắt bồ câu, mũi độc dừa, tóm lại là nó hay lắm ạ. Như thế tóm lại em mình mới trả đấy. Đấy, cảm ơn bác Cầu rất nhiều nhá. Các bác nhu cầu về đẩy Mỹ, lo Mỹ hoặc là những bộ hát liên hệ với em nhá. Em thì có khả năng set up các bộ hát rất là tốt đó nhá, cực tốt luôn và đúng ý của khách hàng. Anh xin chào bạn.